À, USD hay là gold ấy, thì mình vẫn đang giữ cái view cái quan điểm đó là gì ạ? Mặc dù có breakout, thế nhưng mà rất có khả năng chỗ này sẽ là tạo ra một cái gì ạ? Một cái bia trap hay là một cái bẫy giảm giá? Tại vì chúng ta nhận thấy rằng là gì ạ? Sau khi break out bán xuống phía bên dưới cái mô hình lá cờ hay cái mô hình tam giác này, điểm phá vỡ đúng không ạ? Thì chúng ta nhận thấy rằng có một cái mô hình. À, hình thành trong ngày tất nhiên là cái thời điểm hình thành thì vào nửa cuối phiên mỹ nó không thật sự quá ấn tượng nếu như hình thành một phiên âu thì có thể chúng ta đã kích hoạt cái vị thế mua lên rồi nhưng mà chúng ta nhận thấy rằng là gì ạ đây là một cái w formation điển hình trên cái time frame m 15 phút cho thấy rằng là gì ạ sau khi bị bán xuống ấy, thì vàng đang được mua lên trở lại cho nên rằng là gì ạ mình cho rằng vùng này vẫn có khả năng để tạo ra một cái bull trap trên biểu đồ h 4 cho một cái kịch bản giá tăng lên tại vì nhìn như này thì chúng ta thấy rằng là ai cũng nghĩ rằng là à xu hướng đảo chiều rồi giá tăng rất là mạnh tạo ra mô hình lá cờ breakout lá cờ đi xuống đúng không ạ thì đây là cái lúc mà rất là nhiều người bán xuống cũng là ở vị thế này ở cái mức giá 2630 loanh quanh vùng đó rất nhiều người đã đặt stop loss cho cái vị thế mua lên. Nếu như mua lên vùng này đúng không ạ? Mua lên vùng này, mua lên ở vùng này, mua lên trong cái phạm vi của cái mô hình giá cơ này, phần lớn mọi người sẽ đặt stop loss ở phía bên dưới này. Và điều đó thì đã bị quét sạch hay là bị gỡ bỏ trong cái ngày hôm qua. Tức là các cái vị thế mua lên gần như là đã sạch sẽ. Khi mà tất cả mọi người đã bị mất cái vị thế mua lên á thì đó thông thường lại là lúc thị trường nó đi lên cho nên vùng này ấy, là vùng mà chúng ta hết sức chú ý tất nhiên rằng là ngày hôm nay thì cũng không có nhiều thông tin lớn cho nên rằng là có thể cái dịch chuyển sẽ chưa thật sự xuất hiện ngay đâu nhưng cái CPI vào cái ngày hôm sau cái tin CPI ngày hôm sau ấy hoàn toàn có thể sẽ giúp cho vàng tạo ra một cái mẫu hình W formation hoàn chỉnh hơn trên một cái time frame lớn hơn đó là biểu đồ H4 này đúng không ạ? H4. Và nếu như vậy thì chúng ta có thể sẽ kích hoạt được cái vị thế mua lên đối với vàng nha